Rồi đây là tấm hình đầu tiên của Bé Dương nha các bạn ơi. Ủa nhưng mà em đang đi chơi du lịch hay gì thấy ngồi trên xe hơi vậy? Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Rất là nhiều bạn là kêu anh ơi cho em xin hình chị Dương này, nói cái kiểu tùm lum tùm la hết đó. Mình không biết các bạn xin hình chị Dương để làm cái gì hay là này nọ cái kiểu, thì nếu như nhiều bạn yêu cầu quá thì mình sẽ làm nha. Thì mình thấy mấy bạn cứ suốt ngày đăng vô nhóm của mình á là cho mình xin ảnh chị Dương với, và những bạn kia cũng như vậy nữa, cái suốt ngày cái vô nhóm của mình là xin hình chị Dương mà không biết làm gì các bạn. Nếu như mà các bạn muốn xin hình chị Dương á thì ok, mình sẽ té leo và mình sẽ qua xin hình Bé Dương thử coi Bé Dương cho hay không nha các bạn. Cái này là hên xui nha. Nếu Bé Dương cho thì các bạn sẽ được xem, còn nếu mà Bé Dương không cho nữa thì chịu thôi, biết nói gì giờ, tại vì hình này là hình của Bé Dương nha các bạn, quyền riêng tư của Bé Dương. Nếu Bé Dương cho thì mình sẽ coi nha. Rồi ok, mình đã rủ Bé Dương vô Discord rồi nha các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ té leo Bé Dương nha, tại vì Bé Dương nói đang đi đầu đá ở bên Campin các bạn ơi, hình như là đang làm giàu gì đó, kiểu như là mới tạo nick chơi á mọi người, cho nên là còn hơi nghèo, cho nên là kiểu như rất là cần cù luôn á. Ủa trời, Cam Binh dữ chưa, này là bờ la da mà. Chào em nha. Ở khu Cam Binh có cá rồi nè, em coi đây. Ủa cho anh hỏi em cái này đi. Thôi không cho đi, anh đi chơi đi. Cái gì trời, hao dập. Ủa mấy bạn hỏi chứ không phải anh nữa. Mấy bạn hỏi anh trả lời đi chứ, nó hỏi dùng chi vậy, đi ai kia đi. Nhưng mà cái này nó liên quan tới em chứ không có liên quan tới anh. Thì tụi mình cũng thân mà, anh thay em trả lời mấy bạn là được mà. Đó, vậy bây giờ mình sẽ thay Bé Dương trả lời nha các bạn ơi. Đó là đồng ý và chấp nhận nha. Yeah. Ủa gì vậy? Anh hỏi gì vậy? Dạ, kiểu như mấy bạn cứ suốt ngày nhắn vô nhóm á, kêu à mọi người ơi, có ai có hình chị Dương không cho xin giới. À, nói chung là tóm lại là mọi người đang xin hình của em á. Ờ, rồi sao nữa hả? Thì bây giờ em cho mọi người xem hình đi. Ủa tôi đã đồng ý đâu? Ủa chứ hồi nãy em nói là anh nói cũng được, thì anh nói là đồng ý đó. Ủa anh chơi em lâu, em biết là em không đồng ý chứ. À, chịu rồi, vậy lỡ đồng ý rồi em cho mấy bạn coi đi. Sao cái kiểu đồng ý của chú vậy? Gì chạy? Thì cho coi vài tấm đi mà. Nè, em ký đầu anh nè, thấy không đó, lấy cái này đập đầu anh nè. Thì bây giờ cho coi đi chứ, tại sao không cho coi vậy? Cái gì xấu? Ủa xấu á, đẹp mà, có xấu đâu. Bây giờ thì mình sẽ kiểu như là năn nỉ và xin Bé Dương cho mấy bạn xem hình, nhưng mà các bạn không được chê nha. Nếu như các bạn chê đó là mai mốt Bé Dương không có cho các bạn có xem hình ở đâu. Ủa? Đã lấp lánh. Ui, đã lấp lánh nha. Đã lấp lánh. Okay. Lẹ. Trời với nhà bao nhiêu lâu cuối cùng rồi đi dành với nhau cục đá. Ok. Ui, xương khủng long cổ dài. Anh đéo em. Chị trời, tính anh đã có đập ra được viên nào đâu, đập ra cái bộ xương nè. Cái đó 200 mấy là bán cũng được tiền mà. Anh không biết em còn có bao nhiêu tiền sao mà anh làm vậy. Ủa, sao biết 200 mấy trời. Rồi, em đập xong rồi đó, bây giờ cho mọi người xem hình đi. Ok, rồi để giờ cho mọi người có hình nha. Rồi, đã, vô. Đợi em chút để em gửi cho anh. One eternity later. Rồi đây là tấm hình đầu tiên của Bé Dương nha các bạn ơi. Ủa nhưng mà em đang đi chơi du lịch hay gì thấy ngồi trên xe hơi vậy? Hôm nay em mặc áo gì không? À, mặc áo màu trắng, sơ mi. Xong rồi sơ mi trắng á, biết đi đâu không? À, đi chùa. Đúng rồi, nhớ nhớ, mười điểm, đi chùa. Cô vậy, đi chùa làm gì vậy? Cầu duyên à? Đi chùa, đúng rồi, cầu duyên. Thôi chịu rồi, nói gì bộ thiếu duyên lắm hay gì mình đi cầu. Hồi đó là em chụp cái này hồi nào mà kêu em là thiếu gì cái gì mà đi cầu. Ủa, chụp hồi nào vậy? Hình như năm ngoái hay sao á. À, vậy là 2023. Đúng rồi, cái xong rồi mẹ em lôi đầu em đi đi chùa. Hay là em phải thay đồ dèo luôn. Cái xong em đi. Cái lúc đó là mặt em còn buồn ngủ lắm á, em mới dậy luôn mà. À, ra là vậy. Thì ra đây là Bé Dương, hình của Bé Dương hồi năm ngoái nha các bạn ơi, đi chùa nha. Ủa nhưng mà tại sao dán cái mặt nạ hình tay thỏ vô vậy? Dạ, mưa mua kem chống nắng với lại tô so rồi chưa make up gì hết, phải dán cái mặt nó vô. Cũng éo le cuộc đời lắm, cũng không xuống xuống gì đâu. À, mà xinh nha. Thôi, anh thử câu xấu một cái thôi, anh câu xấu một cái là bước này là bước đầu tiên, cũng là bước cuối, anh hết mấy bước sau luôn. Ồ, vậy là còn được vài bước nữa à? Không, mới đi. Vậy, thì xinh mà, dễ thương nữa. Cho anh thêm mấy bước nữa nha, bớt đi nha. Em không tin, em hỏi mọi người đây. Nếu như mọi người cảm thấy mà Bé Dương xinh á thì mọi người hãy nhắn cho mình một like và một lượt đăng ký kênh nha các bạn. Đó, mình đã cho các bạn xem tấm hình đầu tiên rồi nha các bạn ơi. Ồ, khá là dễ thương và xinh xắn nha. Ủa nhưng mà bây giờ em cho anh coi thêm một tấm nữa đây. Ủa làm gì vậy? Lên xe chở đi chỗ khác coi chứ chỗ này nhìn thấy nó không hợp phong thủy. Trời đất ơi, coi hình mà cũng phải có phong thủy nữa hả? Đúng vậy, nó phải có view chứ anh. Rồi vậy, ủa tính chở anh đi đâu vậy? Chờ anh đi nghỉ mát. Dạ, mình nghỉ mát ở ngoài biển à. Rồi, xuống xe, ở đây mỗi đứa nằm chỗ, lấy nào. Ui, rồi, vậy là anh biết tấm hình tiếp theo là tấm hình gì rồi. Cái gì trời? Em tính cho anh coi tấm hình em tắm biển đúng không? Rồi, dạ, thôi lên xe chỗ khác đi anh ơi. Anh này anh ảo tưởng sức mạnh rồi. Ủa gì vậy? Tôi thì cảm thấy chỗ này hợp không thủy thôi mà anh này em mới đợi anh ảo tưởng rồi đủ thứ kiểu sợ quá. Ủa thì mình đi du lịch, mình đi tắm biển, mình chụp hình lại chứ có gì đâu trời. Rồi, anh đón được tấm hình gì rồi? Tấm hình gì? Em kiểu như đang thi một cái gì đó được top 1 server.
Tóc màu xem hở cũng cũng tươm tươm vậy đó, cũng tựa tựa như vậy đó. Wow, ghê vậy. À? Đâu đâu đâu, cho anh coi đi. Rồi, vô đây em gửi đó. Rồi ok, đây là tấm hình thứ hai mà bé Dương cho mình xem nha các bạn ơi. Ủa cái này hình như giống ở trong lớp học quá vậy. Nhưng mà tại sao lớp học mà mặc đồ màu cam? Hỏi chấm. Đồng phục trường em. Ủa, lần đầu tiên thấy có cái trường nào mà đồng phục màu cam luôn á trời. Đồng phục trường PT á trời ơi, đồng phục nó xấu điên luôn á. Ủa, thôi chịu ơi. Biết em đi đâu không? Đi đâu ạ? À? Thì cái đợt đó là trường em nó có cái dạy là ví dụ mà được top 100 thì nó sẽ đi trao bằng khen rồi trao thẻ đen rồi trao tiền rồi đó. Ồ, ghê vậy. À, thì hôm đó em đi, xong rồi anh thấy cái mắt em nó hơi sưng sưng không? Thức để ôn bài đó, thức muốn khùng luôn mà. À, thì ra là vậy. Ủa nhưng mà thấy nó đâu có sưng đâu ta, thấy đẹp mà. Không, thấy sưng sưng mà. Kiểu cũng ok, hôm đó kiểu cũng chụp ảnh rồi đăng cấp cái giật giật luôn á, flex rồi đó. Ồ, ghê. Nhưng mà thấy vẫn anh nhìn dữ lắm rồi nhưng mà vẫn không thấy sơ, thấy mắt sưng gì hết nha. Không thấy sưng hả, mày thấy đúng gì? Đúng rồi, thấy sưng à. Ờ, thấy sưng hả? Thở dạ. Bây giờ nịnh, hay nịnh lắm. Ủa thiệt mà. Hay nịnh lắm, thôi đừng nói sao. Ờ, không ấy, cho coi thêm tấm nữa được mà. Anh ơi, mình bớt tham lam được không anh? Ở đời người ta kêu là mình phải biết được là gì á anh. Em cho anh với mấy bạn coi thêm một tấm nữa đây, tấm cuối cùng, thiệt, hứa luôn. Bớt đi nha hai, tấm hai bớt là số nhiều rồi đó anh. Thì biết là vậy rồi, nhưng mà anh muốn coi nữa, mấy bạn cũng muốn coi nữa. Mấy bạn nào muốn coi nữa, em thấy anh là bắt đầu xả lơ, anh kiếm chuyện gì có. Không, thiệt, mấy bạn muốn coi đó, trong một tấm nữa thôi, đi, một tấm nữa rồi nghỉ. Một tấm nữa rồi nghỉ, nhớ cho hay một tấm nữa bắt đầu xin nó thêm tấm cuối rồi sao? Không, thiệt luôn, hứa luôn, một tấm là nghỉ. Thôi, thiệt tình, đúng một tấm cuối rồi nha. Đúng rồi, một tấm thôi. Sau này không cho coi đâu, cho coi bắt đầu xin. Em tưởng là anh chỉ xin một bức thôi chứ. Ờ, như thì đúng rồi, anh xin một bức, nhưng mà thì bức này nè, là bức cuối nè. Cái gì trời? Ý là, đừng mai anh đừng để tên là Fly Thanh hỏi sao, anh đổi tên đi anh. Ủa, đổi tên là thành gì? Đổi tên thành Kim Chuyện á. Cái gì trời? À thì anh cũng có một cái tên đổi rồi đó. Có đi cái tên cái gì? Kiền Chanh Nà Đen 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 đó hả? Đúng rồi, hồi đó anh đặt cái tên Kiền Chanh Nà Đen 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 Đen, nhưng mà mấy bạn nói cái tên dài quá, mấy bạn kêu mỏi miệng. Rồi anh nhận anh đặt tên Kim Chuyện rồi, nó ngắn gọn, nó xúc tích hợp lý luôn. Thôi nhưng mà cái tên nó không hay. Không, tên nó hay, em thấy tên nó hợp với anh. Bây giờ cho anh coi tấm hình cuối nữa đi, tấm này nữa nghỉ, thiệt luôn, hứa cho anh vợ. Sau này không cho coi đâu nha, lần cuối nha. Ok. Rồi vô đi. Đúng mức cuối rồi đó. Rồi đây là tấm hình cuối cùng nha các bạn ơi. Đó hình như là bé Dương đang ngồi bấm điện thoại. Rồi chị ơi, đang nhắn tin với anh nào rồi, biết nói gì giờ. Bớt đi nha, cho coi hình là tốt lắm rồi. Còn gì phán xét, còn này kia sao vậy, ký đầu rồi vậy. Ủa nhưng mà hết cho hình để cho coi hay định cho coi hình đang ngồi nhắn tin vậy? Cái này là em chụp á, chứ cái này em không có chủ động. Này là em đang bấm điện thoại thiệt. Thì đúng rồi, thì đang nhắn tin đó. Em nói chụp điện mà em thấy nó ok là em giữ luôn á. Nhưng mà phải đang nhắn tin với ai rồi đúng không? Không nhớ đâu, hôm đó đang nắng gì ta, hôm đó đang nhắn tin với mẹ hay sao á. Phải không nha. Em chụp mà em nói chụp lén thiệt. Anh nghĩ là chắc cũng là hồi năm trước, tại vì anh thấy ở trên bàn có một quyển vở kìa, hình như là đang học bài rồi phải. Ồ, hình như năm trước, tại vì là trong bước này với lại bước đầu là bước của năm trước, còn cái bước mà hồi nãy em kêu em đi nhận giải là bước trong năm nay, hình như hồi tháng 2 hay sao á. Ồ, ra là vậy. Vậy là cái tấm hình bằng áo màu cam hồi nãy là 2004. Ủa, 2024 chứ. Vậy là tấm này 2023. Đúng vậy, chắc là trong tương lai phải ráng chụp ảnh cho mọi người coi thôi, chứ mấy ảnh này nhùm ảnh cũ nó cũng hơi, nó hơi ấy, nó không được đổi mới lắm. À đúng rồi, tự nhiên em nói vậy em mới nhớ, tại vì cái clip kia của anh nó được đủ 2000 like rồi kìa. Trời. Vậy vậy. Gì trời? Rồi thì ơi, đây là tấm ảnh cuối cùng nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ quanh lại vô game mình nói về cái chuyện kia nha. Rồi các bạn thấy bé Dương khá là xinh phải không các bạn? Rồi bây giờ thì mình sẽ bàn lại cái video mà đạt được 2000 like nha các bạn ơi. Thì mình ở video đó mình có hứa với mấy bạn á là khi nào mà đủ 2000 like á thì mình sẽ đi lên gặp bé Dương và quay lại cho các bạn xem nha. Đó, thì bây giờ cái clip đó đã được 2000 like rồi. Nhưng mà kiểu như nhà mình với nhà bé Dương các bạn cũng hơi xa, cho nên là mình sẽ sắp xếp đầu tháng 7 mình sẽ lên bé Dương nha các bạn. Đó, đầu tháng 7 vậy có nghĩa là nói chung là trong vòng tháng 7 là các sẽ có clip cho các bạn xem nha. Đó là mình không có choi Việt Nam các bạn. Mình nói là mình làm nha. Đó, đầu tháng 7 thì các bạn hóng đi nha. Tầm một tuần lễ nữa thôi. Một tuần lễ nữa là sẽ có clip cho các bạn xem nha các bạn. Ờ cái gì ơi, ý là clip mà có gặp được mình hay không thì mình không biết, nhưng mà chắc chắn là sẽ có clip anh á. Kiểu như là quay vlog ở sinh tồn trước nhà bé Dương á. Ý là mình không mở cửa cho anh nhà mà anh quay vlog trước cổng nhà mình á, cả nhà cũng là lên gặp mình mà đúng không? Cái gì vậy? Vậy kìa, em đang ngủ kìa.
em cố tình mà, em còn muốn theo, đừng nói gì tới em nữa. Thôi chịu ơi. Rồi, vậy nha các bạn, mình nghĩ chắc clip của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi đó. Thì các bạn hãy đón xem clip mình quay vlog lại cái cảnh mà mình lên gặp bé Dương trực tiếp ở ngoài đời nha các bạn. Đó, vào tháng 7 nha. Còn bây giờ là chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn vào clip sau. Bye bye. Vậy nha, nhiều lắm mama, tạm biệt nha. Đừng quên like và đăng ký kênh nha. Anh Quân.